Thưa quý vị, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức làm lễ tiến hành khoan đường ngầm metro đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, đường ngầm tuyến metro số 1, nối liền Suối Tiên Bến Thành. Theo đại diện Ban Quản lý thì dự án đã được tính toán cẩn thận về an toàn cho người lao động và cả các công trình trên đất. Đoạn ngầm của tuyến metro số 1 đi từ ga Ba Son đến ga Nhà hát Thành phố gồm hai ống hầm với chiều dài 781m. Việc khoan đào được tiến hành bằng công nghệ khiên đào TBM có khả năng vừa khoan đào vừa vận chuyển bùn đất ra bên ngoài và lắp ghép vỏ hầm. Dự kiến, mỗi ngày robot khoan được 12 mét hầm và sẽ đến đích vào tháng 12/2017. Sau đó, robot TBM sẽ được tháo dỡ và vận chuyển trở lại ga Ba Son để tiếp tục khoan ống hầm còn lại. Dự kiến, ống hầm thứ hai sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2018. Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến đại diện Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và các nhà thầu đã hoàn thành dự án an toàn và đạt chất lượng yêu cầu. Trong thời gian còn lại của công trình, ông yêu cầu phía Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, đảm bảo an toàn lao động trong toàn bộ quá trình thi công. Nhân dịp này, đề nghị Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công đạt chất lượng, hiệu quả nhằm đẩy mạnh nhanh việc xây dựng gói thầu này và các gói thầu còn lại của dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan. Và đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối trong quá trình thi công, phấn đấu đưa công trình này đi vào vận hành khai thác vào năm 2020, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố. Trước đó, trong cuộc họp báo cập nhật tiến độ metro với báo chí, đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cho biết đã xây dựng an toàn lao động thành văn hóa mỗi kỹ sư, công nhân thi công trên công trường. Riêng với độ an toàn của các công trình hạ tầng trên mặt đất, nơi mà đường hầm đi qua, Ban Quản lý cho biết cũng đã có những tính toán rất chi tiết. Theo đó, đoạn ngầm tuyến metro số 1 được thiết kế đi giữa lòng đường, chứ không đi dưới nhà dân, nên quá trình thi công khá thuận lợi. Tuy nhiên, hiện Ban Quản lý đã cho lắp đặt hệ thống quan trắc sụt lún trên toàn bộ tuyến đường, nơi đường hầm đi qua. Đồng thời, phía nhà thầu đã phối hợp với đơn vị bảo hiểm khảo sát, chụp ảnh ghi nhận hiện trạng và lập biên bản với tất cả các hộ dân, tổ chức đơn vị dọc hai bên tuyến đường hầm đi qua. Thì trong trường hợp trong quá trình thi công có gây ra cái việc nứt sụt lún thì cái đơn vị bảo hiểm của nhà thầu, cái nhà thầu của bảo hiểm thì sẽ đánh giá thẩm định và bồi thường tiền thiệt hại cho người dân. Thì cái này thì đây cũng trong xin phút gì đó còn một chi tiết là chúng tôi cũng đã làm, cũng như các anh chị cũng đã thông tin như vừa qua, một số các hộ dân khu vực phường Khâm Hai, quận Bình Thạnh mà thông tin các công tác xã Việt Nam cũng rất khó khăn, thì chúng tôi đã khảo sát và có bồi thường thiệt hại hầu hết các hộ dân nếu mà tuyến metro số 1 đi từ Bến Thành đến Suối Tiên với tổng chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Tổng mức đầu tư dự án là 2,49 tỷ đô la Mỹ, tức hơn 47.000 tỷ đồng.